quốc Tuấn họ có công lao với đất nước, nên người dân tự phong họ làm thánh đúng không ạ? Và những người tự xưng là thánh rồi phán thánh chấm người này phải đi hầu thánh mở phủ là mê tín đúng không? Những người tự nhiên sức khỏe yếu rồi bị phán có căn nghiệp nặng phải hầu đồng, phải hầu đồng mới hết nghiệp. Vậy họ lôi kéo như vậy bị nghiệp quả gì? Thứ nhất á, là cái chuyện mà phong thánh thì đúng là theo phong tục Việt Nam á, là những vị mà có công với đất nước hoặc có khi là người dân họ mến mộ thì đều có thể phong thánh. Và đó là cái thánh của dân tộc, thánh của văn hóa địa phương. Còn những người mà tự xưng thánh rồi phán thánh để mà chấm người này người kia phải đi hầu phủ mở phủ á, thì nói như thế này nè, có thì cũng có thật á. Ví dụ như một số cái hàng địa cư thiên thì họ cũng có cái khả năng này, nhưng mà đa phần là không phải vào thời này, mà vào cái thời mà người ta còn làm thiện nhiều kìa. Tức là cái thời kỳ á, mà loài người và các cái hàng phi nhân á, còn lui tới nhiều. Còn thời nay á, loài người và hàng phi nhân á, lui tới rất là kém, đặc biệt là chư thiên lui tới rất là kém. Cho nên cái chuyện này mà vào thời xưa á, khi loài người còn làm thiện nhiều á, thì nó còn có khả năng xảy ra. Còn thời nay thì thật giả lẫn lộn, nhưng mà giả thì nó nhiều hơn thật. Cho nên là sư không phủ nhận, tại vì có là cũng có trường hợp như vậy thật, nhưng mà thời nay á, thì cái thiệt thì nó rất là hiếm, mà thậm chí sư không biết là có còn tồn tại hay không, mà cái giả thì còn rất là nhiều. Cái chuyện mà người ta tự nhiên sức khỏe yếu rồi bị phán có căn nghiệp nặng phải hầu đồng mới hết nghiệp, thì xin thưa là nếu như cái chuyện mà giải nghiệp bằng cái chuyện hầu đồng mà được á, thì thời xưa Phật đâu ra đời để làm gì? Phật cũng không cần phải đi dạy, không cần phải độ cho người ta dạy giáo lý rồi người ta phải ngồi mòn cái bồ đoàn để chứng được đạo quả đấy. Cho nên là cái chuyện này là nó không có cơ sở. Sư nói nếu như á, quý vị do nghiệp nha, do nghiệp mà sức khỏe yếu, thì cũng không thể nào mà thay đổi được chuyện đó đâu, bởi vì nó đã do nghiệp. Nếu như có thay đổi thì họa chăng mình ăn uống lành mạnh, rồi mình ráng tập thể dục, rồi mình có cái cơ sở chữa bệnh tiên tiến, thì nó có hai cái sự can thiệp là như thế này. Thứ nhất là sự can thiệp của nỗ lực hiện tại nha, là cái sự mà mình tập luyện thể dục này, ăn uống hợp lý, sinh hoạt hợp lý. Cái thứ hai đó là mình còn có sự can thiệp của cái phước của mình nữa. Là ví dụ như có người đó, họ được cái phước, họ phước chủ may thầy đó, gặp được ông thầy ổng chữa đúng hết bệnh, hoặc là nhờ cái phước là có tiền, cho nên á, là có thể gặp được những cái nền y học tiên tiến có thể chữa được cái bệnh của họ. Cho nên là chúng ta phải xét, thứ nhất là cái nghiệp quá khứ, thứ hai là cái phước quá khứ, cái thứ ba là cái sự nỗ lực hiện tại. Ba anh này phải kết hợp với nhau thì nó mới ra chuyện. Chứ còn mà mình đi hầu đồng để hết nghiệp thì xin thưa sư không thấy kinh nào nói cái chuyện đó. Ở đây dù là rất là mang ơn, mình rất là mang ơn những cái vị anh hùng, nhưng phải nói rằng cái nghiệp sát sanh thì đi đâu cái nghiệp yếu rồi, thì ra chiến trường mà ví dụ không giết làm sao thắng. Thì vậy dù là rất mang ơn các vị nhớ ơn chứ, nhưng mà phải tuyên bố rằng, phải nói rằng nghiệp sát sanh thì đi đâu quý vị hiểu rồi. Còn ở đây á,
nói là thánh thánh vậy đó, thì phải cập lại thánh à, em nhớ sư Trấn Nguyên có một bài giảng, sư Nguyên nói câu rất là chí lý, rất là hay, đừng có nghĩ rằng mình tu để thành thánh, mà hãy nghĩ rằng mình tu để hết phạm. Đúng như ăn cũng vậy, đúng rồi, nhưng mà đó là ở đấy á, làm sao mình xác nhận được cái vị này là thánh, làm sao mình xác nhận được mình là thánh, chỉ có hết phàm mới biết là người là thánh thôi. Như vậy á, rồi á, mình nói là bây giờ mấy vị có lại hầu Phật đi nữa cũng không không hết nghiệp nữa đó, học thánh. Bởi vì cái hầu Phật cũng hết nghiệp nữa, cái gì hầu thánh. Nhưng mà thật cần đó, nếu mà làm cái mà đi hầu như vậy mà nó tiêu nghiệp thì thưa quý vị, Phật dạy lâu rồi, Phật dạy lâu rồi, mà cái người đáng hầu nhất là Đức Phật không phải thánh. Quý vị biết cái ngài Ananda, Ananda là Đắc Tu Vương đúng không? Đắc Tu Vương thì đi theo Đức Phật làm thị giả bao nhiêu năm, mà tới khi Đức Phật niết bàn 3 tháng sau ngài mới đắc được A La Hán. Nếu mà hầu vị Phật á, hầu vị thánh á, mà có thể tạo nghiệp thì ngài đắc lâu rồi, chứ không phải đợi tới sau khi Đức Phật niết bàn mới đắc A La Hán được. Cái chuyện đó là cái tín ngưỡng riêng của người, một người thì chưa không đáng động tới, chúng ta động tới, tại vì mỗi người có một cái tín ngưỡng và cái sự đi theo cái tôn giáo của họ. Thì nhưng ở đây mình tin thì mình làm, mình tin thì mình làm thôi, và đó là nghiệp của mình. Người nào tin thì họ làm như vậy, không có chỉ trích một ai và cũng không có đụng tới cái sự tín ngưỡng của từng người. Ở đây sư chỉ nói theo kinh điển như vậy, và đối với Phật giáo nguyên thủy thì cái đó sai, chứ sư không phủ nhận về bên đạo mẫu những cái gì đó về hầu đồng là cái đó không đúng, vì kinh điển của chúng tôi viết như vậy và chúng tôi phải nói như vậy. Bởi vì những người nghe đừng hiểu lầm rằng là chúng tôi đang đá động tới quý vị à, hết rồi.